nhận lời mời của Trung ương Hội Cựu Chiến binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân đạo và được sự đồng ý của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Đoàn chúng tôi nguyên cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã có những năm tháng sát cánh chiến đấu cùng quân và dân cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến chống kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Lào Việt của chúng ta. Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào đã đi vào thực tiễn. Nhân dân Việt Nam tự hào có nhân dân Lào là người bạn láng giềng thủy chung son sắt suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công việc cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Pasasun Việt Nam mi quang đi ác ngôn chảy đi suốt thì hiện qua Pasasun Lào bên thì hiện qua sống xa Lào Việt Nam mai nó có kiếm Pasasun Lào này bên từng bà thiên là vượt ban thẳng vượt cây hàn chiêng tiền tương mít. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn quan trọng và làm hết sức mình để củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác Việt Nam và Lào lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Anh lịch sử của tỉnh nhà thăm viếng các tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam yên nghỉ, thăm một số gia lâm thắng cảnh của tỉnh nhà. Đây sẽ khơi đi hệ cảm nó hệ cảm to sụn nên mới còn một lần nữa cho phép tôi thay mặt anh chị em quân tình nguyện Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các đồng chí lãnh đạo của Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhà. Chúng ta phải xa
Thay mặt cho chính quyền của tỉnh Khăm Muồn, lãnh đạo của tỉnh, tôi biết tôi xin vui lòng được nói tiếp các đồng chí, các bác trong đoàn tác đoàn quân tỉnh nguyện và chuyên gia Việt Nam của tỉnh Hải Phòng đã đến thăm và đã đến tham quan tại địa bàn tỉnh Khăm Muồn của chúng tôi trong ngày hôm nay. Thay mặt chính quyền của lãnh đạo cũng như chính quyền của tỉnh cũng như tinh thần cá nhân của tôi thì luôn cao độ đến các đồng chí quay lại là thăm địa bàn của tỉnh Khăm Muồn cũng như đất nước Lào, trước đó là nơi chiến trường xưa của các đồng chí cùng nhau để kề vai sát cánh cùng quân và dân của Lào. Như bác đã nói, trải qua 40 năm ngày xưa, ngày rất vui mừng và phấn khởi và một lần nữa được đón tiếp các bạn. Nhân dịp này tôi xin báo cáo về một số nét chung của tỉnh Khăm Muồn, báo cáo cho các bác được biết trong thời gian trong dịp mà các bác lên thăm tỉnh Khăm Muồn. Tỉnh Khăm Muồn này là tỉnh miền Hà Giang, nó có 10 tòa mường, lại có 4 tòa mường, 400,000 người, lại có tổng cộng 570 vạn. Nằm trong hàng đầu của đất nước. Tại làm thì phát triển xa để phối phối nó vừa vừa bèm và bè xuống khám nó có thể xuống xây nèo tê đa đáng. Sau giải phóng dân tộc và công nghiệp đất nước thì đất nước Lào cũng tỉnh Khăm Muồn của chúng tôi cũng đã khắc phục hậu quả của công nghiệp chân của của tỉnh Khăm Muồn thì so với trước cũng khá nhiều. Bây giờ GDP trong năm 2023 đạt 5,88%. Tỉnh Khăm Muồn thì trọng tâm là về nông lâm và nông nghiệp cũng dù sao thì nếu mà dù sao đất nước Lào cũng tỉnh Khăm Muồn hiện nay thì nếu mà so sánh với các tỉnh của Việt Nam thì cũng phải phấn đấu rất là nhiều.
thiệp xây phát ma mình gặp kiếm tuân lòng tâm pháp từ ngàn phương ra mình sẽ thiệp xây lên một con mình sẽ đi lại nữa. Thì giao thông tại đường xã thì đi lại cũng tiện thuận lợi hơn. Ngoài ra thì trong dân dịp ngày lễ Tết hai bên đã tổ chức đoàn thăm và chúc Tết cũng như ngày lễ quan trọng khác. Thì bạn nghĩ khỏe không muốn kiểu như cuộc cản nhẹ nhàng thì để bạn cả suy nghĩ cho lập tập bản không số số Việt Nam kiểu như nó chắc sống nó sôi là vì mình thì bạn sẽ bảo nếu và may mắn là tỉnh Khăm Muộn của chúng tôi được hỗ trợ giúp đỡ từ phía chính phủ của bên Việt Nam là xây dựng nhà tưởng niệm của Bác Hồ ở bản Trương Quang cũng như trường dạy nghề ở bản Trương Quang của huyện Nông Búc. Họ có những cái này có sống khăn kiểu gặp cả thôn hôn kiểu khu lúc khôn ở thị ở Hà Nội xã xã mạng để xếp sản Việt Nam thì sẽ xin đi thì phải sống hôn này xong lại sống khăn và quyền nghiệp thì thử là để tạm hạn cho của đàn đi. Hiện nay thì cũng có đoàn công tác của Hồ Chí Minh Quân Sự Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện của chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Đến hiện nay quy tập được hơn 5.000 hải cốt. Chỉ cần gọi tập cho họ chuyện cái sự cao mà họ từ năm 1989 đến hiện nay được hơn 5.000. Để soạn sau khi này là bị hẹn một người cả. Riêng trong mùa khô năm 2023-2024 này thì theo mục tiêu sẽ quy tập 15 hải cốt, nhưng mà đến hiện nay đạt được quy tập được 12 hải cốt rồi. Năm nay đặc biệt là trong tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức vào năm du lịch, trong đó thì cũng đã mở rộng mời các khách du lịch để tham quan, và trong đó thì ngoài ra đó thì đã tổ chức để chào mừng ngày sinh của Bác Đại Soạn Vũ Việt Hàn đúng tròn 113 năm, và ngày sinh của Bác Khâm Tài Sĩ Văn Đoàn 100 năm. Năm nay là đặc biệt là đã tập trung vào các tổ chức đại hội đại biểu của quốc hội.
xây càng cả kiểm viên mạng hoặc đá này này. Chúng là vùng công tác viên và bạn về tổ chức là tất cả các vị trí. Hôm nay càng làm tổ thành đầu đặc thân là xã hội kinh doanh đá. Ngày hôm qua càng kinh nghiệm của mọi sản phẩm. Và thì thằng khả năng là đi và xã hội mạng siêu sản Việt Nam cơ hội nhận nhận cái công nghiệp của Việt Nam mãi mãi sẽ tươi đưa được trên mọi người. Ngày hôm qua mà เกิดใบท่องเที่ยวยันยามนี่จะทำแผนจะมีของหวานเล็กน้อยเนาะเพื่อกิจการฝากกิจการให้กำลังใจในเป็นนั้นเลยทั้งแปรของมีโอกาสเลยอ๋อเจ้าอ่ะผู้นำเจ้ามากับนักสร้างเป็นนั้นเลยทั้งแปรของมีโอกาสเลยไปเยี่ยมยามไปให้ฟ้องเจอไปเจอเลยล่ะ